Sau hơn 20 ngày thu dọn tại công ty cổ phần bóng đèn Phích Đức Rạng Đông Hà Nội, sau vụ cháy tối ngày 28 tháng 8, đến nay toàn bộ phế thải nguy hại số lượng hơn 2.600 tấn đã được chuyển đến nơi xử lý an toàn. Toàn bộ số phế thải trên đang được đơn vị lưu giữ an toàn theo quy trình. Sau khi có kết quả phân tích từ phía cơ quan chức năng về mức độ nguy hại của số phế thải trên, đơn vị sẽ báo cáo cơ quan thẩm quyền để phê duyệt phương án xử lý. Để thu dọn được số lượng phế thải trên, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 10 đã phải huy động tối đa công nhân với 1.680 lượt người, 30 xe vận chuyển chuyên dụng dùng chuyên chở chất thải nguy hại, 40 máy cắt hơi làm việc liên tục trong ngày. Cùng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 10, trong thời gian qua, có nhiều đơn vị chuyên ngành khác cũng tham gia thu gọn, tẩy độc tại khu vực cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích Nước Rạng Đông. Theo Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng, đơn vị đã dùng 4 tấn hóa chất chống lan tỏa, phát tán chất độc để xử lý các phế thải sau vụ cháy.